Rồi, chào tất cả anh em thủ nha. Quay trở lại video ngày hôm nay, video ngày 11 tháng 4 thì tổng cộng với gia đình cho mình là có là 22 mẫu cần nha. Thì giới thiệu sơ lược những dòng như là mini. Mini cần rút nha, câu lô. À đây có những dòng như là cần tay này và mini ISO. Cùng ngâm cô đơn cho mình. Đây. À đây thì có một số ISO, ISO thì có những dòng như là khoen nhỏ cho mình nha. 4.5 và 5.4. Những dòng như đai qua phôi hai da, cần lục và cần súc, có một con đai qua long ben. Con này thì nó bị hụt ngọn thì để cho mình giá rẻ nha. Cứng 30 CS. Cần tay thì đây có một con 6.3 ISO hạ tay cứng như này, 5H cho đánh chép này. Còn một con thì 8.1 của MFT nha. MFT thì câu cá sặc răng này, rất là nhẹ. Lô thì có những dòng như là 1.8 đến tầm khoảng gần 2.7 như này. Đây, Shimano khoen xít và một khúc cần lô, cần câu biển này. Cần Heichi nha. Ikeda Heichi đầy đủ này, có Gamma Caster. Đây, Gamma như này. Và một số câu biển thì có những dòng như là hai khúc và hai ngọn đầy đủ cho mình, từ 21 đến 3 mét cho mình. Rồi anh em chốt đơn cứ liên hệ trực tiếp duy 0923 534779. Thì tất cả mặt hàng bên em là hàng Nhật Bản đã qua sử dụng, thì em sẽ báo là tình trạng cần để anh em mình tham khảo kỹ nha. Rồi ship code 30.000 một đơn, ship code toàn quốc cho mình. Mã số 1 thì sẽ có một con cần mini nha, con này là cần rút, con này là máy đứng cho mình nha. Đây, cần mini carbon, con này thì độ dài của cần thông số, đây độ dài con này là 1.8. Đây, con này là cần lua nha, này cần lua rút thì 1.8, thông số tải mồi là từ 5 đến 15g, tải cá từ 4 đến 10lp, tầm khoảng vào 5kg cá. Thì những dòng thích hợp bên em mình có lô nha. Đây, khoen con này là khoen Fuji xứ xám. Tổng thể thế này thì độ cứng là tầm khoảng 15, thì con này ngọn cần thì đo cho mình là ngọn tầm khoảng từ 2 ly. 2 ly thì độ cứng con này tầm khoảng vào ML. Ngọn sẽ có một khoen chạy cho mình và phôi con này là phôi carbon nha. Đây, nước sơn màu xám xám đen cho mình này. Là tổng thể thế này. Cần lô rút cho mình. Thì tay cầm con này thì bằng cán mút và pad bắt vặn Fuji DPS. Còn rất là nhỏ gọn luôn. Thì những cái dòng mà ISO á, có khoen thì bên sẽ có nắp chụp kèm hết. Con này thu gọn chỉ có 41cm cho mình thôi. Đấy, rất là gọn nhẹ nha, 41cm. Trọng lượng con này thì nhẹ 115g, mã số 1, 550.000. Lô rút nha, mini. Mã số 2 thì sẽ có một con cần tay. Con này thì cần tay cho mình lóng ngắn. Con này thì thật ra cho nên mình bị có rô với giết hoặc mình câu cá suối này. Rất là nhẹ nha. Cần tay carbon, độ dài con này là 4.5. Ngoài này thì lóng ngoài phôi hai da. Cần carbon 4.5, ngọn con thì ngọn nhỏ. Ngọn đo cho mình là ngọn 0.8 ly. Độ cứng con này thì nó rơi cho mình tầm khoảng vào 3H nha. Đây, 3H, phôi là phôi carbon. Xoắn phân này, đây, tổng thể thế này. Trong cái lóng thì có ok cho mình nha. Đây, cái lóng gốc sau này á thì nó bị nổ sơn như này. Cái đây nó bóng hai cá, thì nó bị nổ sơn này. Còn lại thì ok hết. Đây, tổng thể thế này. Phôi có đó là phôi carbon xoắn vân, cần carbon 4.5, độ cứng tầm khoảng 3H. Cần tay lóng ngắn thì cái lóng nhỏ rất là nhỏ nha, nó chỉ lớn ngón tay cái một xíu thôi, chưa bằng nữa. Con này trọng lượng của cần là 120g, 4.5. Thu gọn con này là 62cm. Mã cần là mã số 2, giá 450 nha em, 450.000 ạ. Tiếp theo mã số 3, số 3 thì sẽ có một con cần, con này thì dạng là mini, dạng mini ISO nha. Đây, mini ISO, cần carbon. Cần rút mini, con này độ dài cần là 3m, đi kèm cho mình là 5 lóng như này. Đây, 5 lóng và 5 set nha, 5 lóng. Bắt gặp Fuji F6, hàng nội địa Nhật, có tem vàng và khoen Fuji xứ xám. Con này độ dài cần là 3m thì ngọn rất là nhỏ, ngọn cần thì ngọn 1 ly. Độ cứng con này tầm khoảng độ cứng 2, tính theo cần ISO. Thì ngọn sẽ kèm 1 này, 2 khoen chạy nha. Phôi của cần là phôi carbon. Phôi carbon xoắn vân. Trong cần thì còn rất là đẹp. Những dòng thích là mình câu đơn, câu đài vẫn được nha. Đây, đọc xong mình chống nổ đầy đủ. Tổng thể thế này. Phôi carbon xoắn vân, khoen pad Fuji xứ xám. Con này thì cũng dạng mini, thì em sẽ những con dưới 1m thì em sẽ đo cho mình nha. Thu gọn 73cm ạ. Đây, tổng thể còn rất là ok nha, cần còn rất là đẹp. 3m ISO, cần tầm khoảng độ cứng 2, trọng lượng 150g, mã số 3, giá 600 nha nè, 600.000. Đặt tay cầm thì được làm nhám rất đẹp nha. Tiếp theo mã số 4, số 4 thì cũng có một con cần, con này thì thích hợp cho mình câu đơn, câu ngâm. Con này có dạng mini rút, khoen lớn nha. Đây, của Daiwa, cần súc. Con này thì của hãng Daiwa, độ dài con này là 3m9, độ cứng là 20. Cứng 20 tính theo cần súc, tầm khoảng với FX cho mình. Hàng nội địa Nhật, đây tem vàng đầy đủ này, tay cần được làm nhám. Chỗ này thì sẽ có một cái dây buộc bảo hiểm ở đây. Thì pad con này là pad vặn nha, pad vặn của Fuji Daiwa chính hãng. Và dàn khoen con này là dàn khoen Fuji giả quang như này. Đây, Fuji giả quang nha. Khoen này thì hỗ trợ mình có một đêm rất là tốt. Thì độ cứng 20, độ cứng 20 thì con này ngọn cần thì đo cho mình là ngọn 2 ly. Đây, phôi carbon xoắn vân, ngọn 2 ly. Ngọn sẽ kèm cho mình là có một khoen chạy nha, khoen giả quang. Có hai khoen chạy như này, hai khoen chạy cho mình.
Đây tổng thể cái lóng này còn rất đẹp nha, phôi carbon xoắn vân toàn thân cho mình ạ. Độ dài là 3m9 của hàng Daiwa, thì con này đánh lộc đầu cần, cầu ngâm cô đơn cũng được nha, của sầm Kaizo, thì những dòng đều là hàng nội địa hết. Đây thì có hoa vàng và đóng này, semi cho mình này, chống nổ luôn của Daiwa, rất đẹp nha, 39 Daiwa cứng 20. Thì bắt vặn cho mình và khoen con này là khoen dạ quang, thì con này cũng tầm khoảng về dưới 1m, thì em sẽ đo cho mình nha. Con này thu gọn cho mình là chỉ có 75cm thôi, 75cm, phôi cũng tương đối dày, trọng lượng của cần là 360g, mã số 4, giá là 750 cho anh em, 750 ngàn. Tiếp theo mã số 5, số 5 thì sẽ có một con cần ISO, con này cần ISO khoen nhỏ carbon. Con này có độ dày của cần là 4m5, độ cứng 1 nha, cứng 1 thật là mình câu cảm giác thôi. Đây ISO khoen nhỏ carbon rất đẹp. Tổng thể thế này, đây nắp chụp sẽ động inox, chỗ này thì được làm nhám dưới này nha, còn đây là phôi carbon. Và bắt là bắt gập Fuji F6, dàn khoen con này là dàn khoen Fuji, loại xi đá xám. Con này ngọn cần thì ngọn nhỏ, ngọn thì đo cho mình tầm khoảng ngọn 1 ly. Đây ngọn 1 ly, ngọn sẽ kèm cho mình là có 1 này, hai khoen chạy nha, khoen Fuji xi xám. Độ cứng 1 thì tức là thích hợp với câu cảm giác thôi, nó tầm khoảng từ 2-3h, tính theo cần câu đài cho mình. Phôi carbon xoắn vân. Đây, tình trạng thế này nha, sẽ có xây xước một số chỗ như thế này. Đây, giải sức dâm cho mình thôi, còn lại thì ok hết, nói chung thì không ảnh hưởng chất lượng của phôi. Khoen bát Fuji xứ xám, 4m5 độ cứng 1, ISO khoen nhỏ, trọng lượng con này thì cân được là 140g, mã số 5, giá 500 ngàn ạ. Tiếp theo mã số 6, số 6 thì sẽ có một con cần ISO khoen nhỏ, con này thì của hãng là Ryobi. Đây Ryobi hàng Korea nha anh em, made in Korea. ISO khoen nhỏ của Ryobi. Đây, ISO như này. Khoen con này khoen Fuji xứ xám, thì con này ngọn cần thì đo cho mình là ngọn 1.4 ly. Con này hạ tay cũng tầm khoảng 3-3.5h, ngọn sẽ kèm 1 này, có 2-3 khoen chạy nha. Phôi carbon xoắn vân. Đây tổng thể thế này, trong cần thì còn rất là ok. Con này thì những dòng bên đây vẫn hỗ trợ hạ tay, tháo khoen tháo bát nha. Trong mà tháo khoen thì quấn chỉ hết luôn, quấn chỉ như cái con này này. Thì xíu em sẽ lên cho mình từ từ cho mình xem. Đây quấn chỉ chung nổ hết. Rồi ISO khoen nhỏ của Ryobi, con này thì độ dài là 5m4, độ cứng 2. Hàng Korea nha anh em, xuất thị trường Nhật có tem vàng đầy đủ. Tổng thể thế này, trọng lượng con này thì cân được cho mình là 220g, mã số 6, giá cần là 600.000 nha anh em, 600.000. Tiếp theo mã số 7, số 7 thì sẽ có một con cần ISO khoen nhỏ của dòng Daiwa. Đây còn rất đẹp nha. ISO khoen nhỏ của dòng Daiwa, con này của dòng Cross Carbon phôi hai da nha. Phôi hai da rất đẹp. Độ dài 5m3, độ cứng 2. Hàng của mình là hàng Korea luôn nha anh em. Đây hàng Korea xuất thị trường Nhật có tem vàng đầy đủ. Thì khoen con này là khoen Fuji xứ xám. Đây phôi hai da nha, con này hạ tay rất đẹp luôn, cứng tầm khoảng từ 3-3.5h, cần rất là thẳng. Thì ngọn con này thì đo cho mình là ngọn 1 ly thôi, ngọn sẽ kèm cho mình là 1 này, có 2 này và 3 khoen chạy nha, khoen Fuji xứ xám. Con này trừ cái lóng ngọn và lóng thứ hai là phôi carbon xoắn vân, còn tất cả lóng còn lại của mình này đều là phôi carbon xoắn hai da, cần rất đẹp nha. Thì những dòng này bên đây vẫn hỗ trợ hạ tay, đây hạ tay cuốn chỉ chống nổi nha. Thì con này khoen của mình là khoen bát Fuji xứ xám hàng Korea của Daiwa. Phôi con này cũng tương đối nha, gốc sau này được làm nhám cho là cầm chắc tay và bát là bắt gập Fuji Daiwa. Trọng lượng con này thì cân được là 200g, mã số 7, giá 800 nha anh em, 800.000 ạ. Tiếp theo mã số 8, số 8 thì sẽ có một con cần súp. Cần súp con này thích hợp cho mình đánh lục này, độc độ cần, hoặc mình có thể là công ngâm cô đơn. Cần súp của hãng Shimano, con này có mã của mình là mã số 8. Độ dài của cần là 3m, độ cứng 15, hàng của mình là hàng Korea nha anh em. Tại made in Korea có tem vàng đầy đủ đây. Đây dòng Holiday Spin 3m độ cứng 15. Đây tổng thể thế này, thì bát con này là bắt gập Fuji F6, dàn khoen cũng cần là dàn khoen Fuji xứ xám, khoen lớn nha. Đây Fuji xám khoen lớn. Con này ngọn cần thì đo cho mình là ngọn 2 ly. Đây ngọn cần là ngọn 2 ly, ngọn sẽ kèm 1 này, có 2 khoen chạy nha. Phôi cũng cần là phôi carbon xoắn vân. Đây tổng thể thế này, cần thì đi kèm cho được kiểu 3 lóng thôi nha. Đi kèm cho được 3 lóng thôi. Phôi carbon xoắn vân còn đẹp này. Ngọn 2 ly độ cứng 15, độ dài cần là 3m. Thì con này khoen Fuji xứ xám, khoen thì còn ok nha anh em, không có đứt chân cho mình. Con này trọng lượng cần rất là nhẹ luôn, 150g thôi, mã số 8, giá 550, 550.000 ạ. Tiếp theo mã số 9 thì có một con cần lộc của dòng Daiwa. Con này thì Daiwa Long Bem, thì nó bị hụt một xíu thì em sẽ báo rõ tình trạng thế này và để mình giá tốt hơn. Cần lộc của dòng Daiwa Long Bem, độ dài là 4m, độ cứng là 30. Thì con này đã được cắt ngọn nha anh em, đã được cắt ngọn này. Khoen con này khoen xích nha, và phôi là phôi hai da đến thế này. Rồi con này thì hiện tại của mình á thì ngọn rất là lớn, ngọn lớn đó là ngọn 4 ly, thì được cắt ngọn cắt 30cm, hiện tại nó còn chưa là 3m7 nha, đo chuẩn như là 3m7.
Và con này phôi của mình là phôi carbon xoắn hai da toàn thân này. Con này thì hiện tại thì giờ nó cứng cho mình tầm khoảng vào 33 như này, rất là cứng. Thì con này thì nó cắt ngọn thì hiện tại nó còn cho mình một cái định vị thôi, đây một cái định vị khoen thôi. Định vị khoen và cái đầu bu là xứ xám. Còn hai cái gốc cái này á của nó là khoen xích nha. Đây khoen xích cho mình này. Và phôi là phôi carbon xoắn hai da toàn thân luôn, từ gốc tới ngọn cho mình. Đây. Tổng thể thế này. Thì nước sơn nó lâu ngày nó hơi bị nổ cái lớp 2K thôi. Chứ cần thì còn nó là ok. Mình đã cắt ngọn nha. Đã cắt ngọn cho mình rồi. Đây, khoen của nó nha anh em, khoen của nó thì hai khoen trên này là khoen xứ xám, còn hai khoen dưới là khoen xích nha. Cắt ngọn và thay khoen cho mình. Rồi bái con này là bắt gặp Fuji F7, tổng thể con này thì nó sẽ như này. Có nổ lớp sơn cho mình nha. Hơi cũ nha. Đây. Con này đánh lục xa bờ được này, hiện tại chỉ còn mình là 3m7 đầy qua lông bê. Đây cần thì có ok. Trọng lượng cần thì cân đo được cho mình là 380g, ngọn 4 ly, độ dài là 3m7, mã số 9, giá 750.000. Đây cần lục nha, độ cứng cao. Tiếp theo mã số 10, số 10 thì sẽ có một con cần này. Con này thì ISO hạ tay, con này của hãng NFT nha. NFT thì hạ tay đã quấn chỉ này, quấn chỉ và lên keo đầy đủ đây. Lên keo nha. Quấn chỉ lên keo. Thì con này là cần của hãng NFT, cần này thì độ dài cần là 6m3 nha em, độ cứng 3. Đi kèm 7 lóng, độ cứng 3 tính theo cần ISO khoen nhỏ thì con này đã hạ tay. Thì hiện tại của cần thì nó ra cho mình tầm khoảng 5H nha em. Cần ra thẳng tắp nha. Thời điểm này mà đánh hồi dịch vụ này, đánh săn hàng, đánh chép cho mình được này. Phôi rất là dày. Thì hiện tại là ngọn của nó là ngọn 1.8 ly. Đây đã thay đầu bu và lên keo cho mình rồi nha. Đây ngọn 1.8 ly phôi carbon xoắn vân. Cần ra thẳng, độ cứng 5H ạ. Là được cuốn chỉ chống nổ hết rồi nha. Con này thì đánh chép rất là vô tư luôn. Phôi carbon xoắn vân. Đây, tổng thể thế này. Tình trạng thì sẽ có xây xước xây sơ. Đây vượt cứng như này. Trong ISO mà hạ tay xuống thì rất là cứng. Đây sẽ có xước thế này. 6m3, độ cứng tầm khoảng 5H hơn nha. Rất là cần ra thẳng tấp. Đây, đã được cuốn chỉ lên keo rồi. Thì những cái ISO ở đây á thì anh em nào muốn mà hạ nha, hạ tay mà tháo khoen á, tháo khoen cuốn chỉ như này á thì bên đây vẫn hỗ trợ nha, miễn phí. Anh em cọc chuyển khoản trước thì em sẽ làm cho mình nha. Rồi tổng thể thế này, tay cầm thì được cuốn chỉ cho mình. Cầm rất chắc tay nha. Sân hàng ạ, nắp trục xoay bằng inox. NFT thì phối rất là dày nha này. Sau này thì đã chế cho mình một cái nắp này. Đây. Một cái dây buộc bảo hiểm đây của hãng NFT. Còn lại ISO thì phối rất là dày. Đây phối rất là dày nha. Rồi 6m3 cứng tầm khoảng trên 5H, trọng lượng con này là 350g, mã số 10, giá là 1 triệu như này. Đây, giá cần là giá 1 triệu cho mình ạ. Tiếp theo mã số 11 thì sẽ có một con cần tay, con này thì cũng có dòng NFT luôn. Đây NFT. Cái này có dòng là NFT dòng Powerlove nha. Avanke, độ dài là 8m1, hàng nội địa Nhật, sẽ có mã code này và tem vàng đầy đủ nha. Con rất là nhẹ như này. 8m1. Mà trọng lượng con này chỉ có cho mình là 238g thôi. Nói chung là chưa được 400g cho mình luôn. Cái này thì bên Nhật nó ghi cái chữ của cần thủ trước á. Cái này thích về mình lau thôi, sơ là sạch rồi. Thì con này nhỏ nhẹ thích hợp cho nên con này mình á. Câu cá sặc rằng. Cá sặc rằng rất là nhẹ này. Cái đầu bu con này là 360 độ chống xoắn. Thì ngọn cần đo cho mình là ngọn 1.4 ly. Đây. Nguyên bản nguyên zin nha. Rất là nhẹ, 8m1, 238g. Siêu nhẹ luôn. Phôi con này là phôi carbon xoắn vân. Và hai da cho mình nha. Đây, lóng rất đẹp này. Này, hai da của này FT. Cần là cần rất là nhẹ nha. Để cái dòng làm câu cái sặc răng á. Đây mình là câu suối á. Cực kỳ ok luôn. Đây, cần rất là đẹp. Phôi carbon xoắn hai da của dòng này FT này. Siêu nhẹ cho mình ạ. 8m1, 238g. Và tổng thể thế này. Cái tay cầm con này thì cũng nhỏ thôi. Sau này cũng được làm nhám nha. Cho mình cầm rất chắc tay. Cho mình xem phôi. Con này thì nắp chụp, con này thì xoáy vặn này. Xoáy vặn với nắp nha. Phôi hay da này. Phôi con này thì tương đối nha. Cho mình không dậm mỏng mà không dày lắm. Cần thì có rất là sáng. Rồi 8m1 của dòng này FT. Ngọn thì đo được một là 1.4 ly. 238g. Mã số 11 chứ này. Giá con này là 2.200.000. Đây 2.200.000 nha. Thì con này thì em để em đo cho mình là thu gọn luôn. Cái con này thì nó không có nắp chụp và không có bao vải kèm ạ. Thu gọn của nó là 133cm nha, tầm khoảng gần 140 cho mình á, 2.200.000. Rồi tiếp theo thì mã số 12 thì sẽ có một con cần lưu hai khúc. Đây cần lưu hai khúc máy đứng, con đẹp như này. Cần lưu hai khúc mã số 12 là một cần lưu hai khúc của dòng Alpha King Spin nha. Độ dài con này là 6 feet, độ cứng là ML, hàng Korea. Thông số tải mồi cho mình là từ 2 đến 13g, tải cá từ 4 đến 12 lp, tầm khoảng vào 6 kg cá, tay cầm thì bằng cán mút. Và khoen con này là khoen Fuji ấy nha.
những dòng thích hợp bên này mình lưu lóc, lưu chẽm câu mực cho mình này. Đây, lưu lóc chẽm câu mực nha. Chúng con này xích mực rất là tốt, rất là nhẹ luôn. Trọng lượng con này là 105g, độ cứng ML, ngọn con này là ngọn 2 ly nha. Nước sơn màu trắng, hàng Korea, con này có rất là đẹp. Đây, tổng thể thế này. Con này có mã số cho mình là mã số 12, giá con này là 550 nha này, 550.000 ạ. Tiếp theo mã số 13 thì sẽ có một con cần lô luôn. Con này cũng là cần lô máy đứng 2 khúc. Đây, con này thì dài cho mình một xíu. Cần lô máy đứng 2 khúc của hãng Ryobi, độ dài con này là 6,5, là 1m95 nha này, 95-98 cho mình á. Độ cứng này L. L thì nó sẽ mềm hơn ML một xíu. Và con này hàng của mình là hàng Malaysia xuất thị trường Nhật. Đây dòng HG kháng mặn nha. Xong rồi ở đây mình câu mực này. Lóc chẽm. Tay cầm thì bằng cán mút bát vặn Fuji FPS 16. Và dàn khoen con này là dàn khoen Fuji lợ xí đá xám. Đây tổng thể thế này 1m95. Ngọn con này thì đo cho mình là ngọn 2 ly. Đây nước sơn màu đen nha. Cần thì còn rất là ok. Đây. Lưu lóc lưu chẽm câu mực cho mình này. Những dòng thích hợp mình câu cảm giác thôi. Cần thì còn rất là ok. Trọng lượng con này thì cân được là 120g, ngọn 2 ly, mã số 13, giá 550 như này. Đây 550.000. Tiếp theo mã số 14. 14 thì sẽ có một con cần lô luôn. Con này cũng là cần lô 2 khúc máy đứng. Con này của hãng Lexi. Đây cần rất đẹp như này. Cần lưu 2 khúc máy đứng của Shimano, của dòng là Monsort. Hàng của mình là hàng China xuất thị trường Nhật. Độ dài con này là 8,6. 8,6 thì là 2m58 nha. Hơi gần tầm khoảng gần 2m6. Độ cứng là ML. PE thì là tầm khoảng từ 0.6 đến 1.5 N/G. Đây tải cá từ 4 đến 16 LP. Tải mồi là mát cho mình là 28g. 28g thì mình đánh giá hơi giá thật được rồi. Khoen con này là khoen Fuxit nha. Đây dàn khoen này dàn khoen Fuxit cường 2m6. Ngọn cần thì đo cho mình là ngọn 2 ly, nó sẽ hỗ trợ một cái đầu bu phu xích chống xoắn này. Cần của dòng Shimano nha. Đây Shimano cho mình. Phần carbon xoắn vân. Thì tay cầm con này thì bằng cán mút và pad con này pad vặn nha, pad vặn Fuji Shimano cho mình. Đây, tổng thể thế này. Cần thì còn rất là đẹp. Thế đẹp lưu lóc lưu chẽm, đánh giá hơi giá thật đều được này. Con này trọng lượng cần rất là nhẹ cho mình luôn, 150g, mã số 14, giá là 1.300.000. Đây 1.300 cho mình nha. Shimano. Tiếp theo mã số 15 thì sẽ có một con cần lưu máy đứng một khúc. Đây cần lưu máy đứng một khúc, con này của xong là Kenrap như này. Đây cần lưu một đống một khúc, cần của xong là Kenrap. Con này thông số cho mình là 6 feet, là 1m8, độ cứng là L. Thông số tải cá như sau. Con này tải cá cho mình là từ 8 đến 12 LP, tầm khoảng 6 cái cá, tải tỉnh là 1.5 kg nha. Trong là cá tầm khoảng 1.5 kg này mình cẩu luôn nha. Khỏi phải vợt. Thông số tải mồi mát cho mình là 40g, từ 20 đến 40g. Con này của xong là Kenrap hàng Korea nha. Xuất thị trường Nhật tem vàng đầy đủ. Và dàn khoen của cần là dàn khoen Fuxit đây này. Đây dàn khoen Fuxit nha. Độ cứng L. Con này độ cứng L thì nó cứng tầm khoảng và M đối với cần 2 khúc, ngọn 1.7 ly, hỗ trợ đầu bu Fuxit và tất cả khoen của mình khoen xích hết luôn. Đây. Thì một khúc thì đánh sẽ tốt hơn nhưng mà mình di chuyển hơi bất tiện thôi. Trong những anh em mình mà ở gần nhà có ao hồ một lóc chẽm á thì mình lấy những con một khúc đánh rất là tốt nha. Cực kỳ là chắc chắn. Tay cầm thì bằng cán mút và pad là bát vặn Fuji chữ vàng. Đây tổng thể thế này, Kenrap khoen xích. Một khúc trọng lượng của cần thì cân được là 160g, mã số 15. Giá con này là giá 1 triệu như này. Đây 1 triệu cho mình ạ. Tiếp theo mã số 16. 16 thì sẽ có một con cần cắm gốc. Con này là cần câu biển như này. Đây cần câu biển, cực kỳ là chắc chắn này. Cán con này là cán bằng inox nha. Cán inox. Đây, Fuji Japan này. Japan cho mình. Con này là cần cắm gốc carbon, thích hợp mình câu biển. Độ dài con này là 2m rưỡi như này. Thông số tải là 30 LP. 30 LP thì dạng cứng rồi, hàng nội địa Nhật, đây tem vàng đầy đủ. Thì tay cầm con này á thì nó được quấn một lớp này, một lớp da rất đẹp nha, zin theo cần luôn. Dàn khoen của nó là dàn khoen Fuji biển, khoen xích hết. Đây khoen xích hết cho mình nha. Con này ngọn cực kỳ lớn. Đây tất cả là khoen xích. Thì những dòng này thì thích hợp mình đánh biển, đánh máy điện á. Ngọn con này là ngọn 4.6 ly, nó sẽ hỗ trợ một cái đầu bu này, Fuji xích nha. Đầu bu Fuji xích chống xoắn, còn dàn khoen còn lại là dàn khoen Fuji xích hết. Trong là khoen thì cực kỳ chắc chắn cho mình rồi, đánh rất là ok. Thì 30 LP thì con này tương đối cứng như này, rất là cứng này. Đây rất là cứng cho mình nha. Những dòng thì dạng là cứng rồi và ngọn thì dạng là ngọn đặc cho mình. Tổng thể thế này, con này thì cái pad của nó là pad bằng inox, cái pad này thì cực kỳ là chắc chắn nha. Đây. Con này rất là chắc chắn luôn, nên chỉ vặn vào là ok rồi này. Đây. Cực chắc chắn nha. Còn để gắn máy điện á, gắn máy điện máy lớn cho những anh em mà đánh cá lớn này, câu biển. Rồi con này thích nặng á thì nó chỉ nặng cái gốc cho mình thôi, cái gốc bằng inox á để nó hơi nặng. Trọng lượng con này là 900g, mã số 16, giá là 1.500.000 như này, 1.500.000, 2m5, ngọn là 4.6 ly ạ. Rồi tiếp theo mã số 17 thì sẽ có một con cần Ikeda của Sakura như này.
cái này có Sakura. Thì con này thì cái hộp của nó thì không phải nha, nhưng mà nó nằm trong cái hộp thì em sẽ gửi kèm cái hộp luôn. Tập cái hộp nó đi theo cái cần này. Rồi cần Ikeda của dòng Sakura, con này thông số như sau. Độ dài của cần này là 1m2 nha, 1m2 Sakura, con này là cần rút nha. Đây cần rút 1m2 cho mình. Ikeda cho mình câu câu cảm giác này, câu cá nâu, cá gì, câu bè. Nó tổng thể cần thế này. Sakura con này bắt cho mình là bắt cập Fuji F6, tay cầm con này thì cuốn chỉ nha, những dòng Sakura thì đều là hàng nội địa hết. Độ dài con này là 1m2, mã số 17. Mã số 17 cho mình. Khoen đề ba con này là khoen đá ruby. Đây khoen đá ruby đỏ nha, còn lại là khoen bằng inox hết. Ikeda thì rất là dẻo nha, dẻo và có cảm giác thôi. Bên trong thì câu tôm, câu cá nâu, cá rìa cho mình. 1m2 rất là gọn nhẹ, con này là cần rút nha này. Cần rút cho mình. Rồi con này thì có mã cho mình là mã số 17, giá con này là 500 nha. Đây 500.000 ạ. Tiếp theo mã số 18. 18 thì sẽ có một con cần Hechi 2 khúc. Đây con cần Hechi 2 khúc nha, con này hai ngọn cho mình. Con này nó chỉ cần Ikeda một xíu thôi. Đây thông số như sau. Cần Hechi 2 khúc dạng Ikeda, độ dài là 1m8, đi kèm cho mình là hai ngọn. Thì hai ngọn con này á thì là một ngọn của nó là ngọn đặc thủy tinh, còn một ngọn là ngọn rỗng như này. Một ngọn là một con rỗng nha, còn một ngọn là ngọn đặc thủy tinh. Mình xem kỹ hơn. Trong là hai ngọn không khác gì hai cần rồi. Thì những cái dòng này là hàng nội địa nha. Và bắt là bắt gặp Fuji F6. Khoen con này là khoen Fuji hết. Đây khoen Fuji xứ xám à. Xứ xám ba chân nha. Thì một khoen của nó là toàn là khoen Fuji, còn khoen còn lại á, cái ngọn mà ngọn đặc á là ngang đây lên là bằng inox này. Đây. Rõ cho mình nha. Thì hai con ngọn này rất là nhẹ luôn. Hai ngọn của nó thì một ngọn là 0.7 ly và một ngọn tầm khoảng 0.8 ly thôi. Thì con này nó chỉ cấn ở Ikeda một xíu thôi. Nói chung là cấn Ikeda một xíu cho mình. Rất là cảm giác nha. 1m8. Thì trọng lượng một cân một gốc thì em cân được là tầm khoảng 110g thôi, 101g. Mã số 18, giá 600.000. 600 nha. Hai ngọn không khác gì hai cân. Một ngọn đặc và một con rỗng. Và tiếp theo thì sẽ có một con cần Hechi. Con này Hechi câu bè cho mình. Con này thì của dòng Gamma nha này. Gamma Kassu. Thì phụ kiện sẽ đi kèm cho mình là một cái bao vải nha. Đây một cái bao vải zin cho cần. Thông số này. Thông số như này. Cần Hechi Gamma Kassu con này có độ dài cần là 2m4, độ cứng là 15, con sòng là mát 2. Mát 2 nha. Khoen của cần đều là dạng khoen full sheet hết. Đây tổng thể thế này. Thì độ cứng 15. Con này độ cứng là độ cứng 25 nha anh em. 25 thì nó cũng dạng vừa thôi, nó không cứng lắm. Cán sau này thì bằng cán gỗ và dạng khoen con này là dạng khoen full sheet Gamma Kassu. Bắt con này là bắt vặn nha, Fuji FPS 22. Đây phần carbon xoắn vân tổng thể thế này. Những cái dòng Gamma này thì đều là hàng nội địa cho mình hết rồi. Ngọn cần thì là ngọn đặc ngọn tháp, con này ngọn rất là nhỏ. Đây ngọn đặc ngọn tháp hỗ trợ một cái đầu bu full sheet chống xoắn, ngọn tầm khoảng 1 ly thôi. Cái chỗ này thì dạng sức sơn như này. Đây sức sơn đóng xung quanh chống nổ. Cần thì còn rất là ok. Khoen full sheet. Tổng thể thế này. Gamma Kassu độ dài là 2m4, độ cứng là 25, Hechi cho mình câu bè, câu ngâm. Trọng lượng của cần là 210g, mà ngọn 1 ly, mã số 19. Giá con này là 1.200.000 nha. 1.200.000 cho mình. Tiếp theo mã số 20, 20 thì sẽ có một con cần 2 khúc. Con này thì mình đánh bạo lực nha. Đánh biển để bạo lực cho mình này. Cần 2 khúc của Ryobi. Đây, con này Ryobi 2 khúc, hàng Korea. Độ dài của cần là 2m1, độ cứng là 150. 150 thì dạng bạo lực rồi. Korea xuất Nhật tem vàng đầy đủ đây. Dạng khoen con này là dạng khoen Fuji biển nha, dạng khoen vòm, loại sứ thế này. Đây con này ngọn rất là lớn. Ngọn cần thì đo được cho mình là ngọn cần 4 ly nha này. Ngọn con này là ngọn 3.8 ly. Đây có đóng semi chống nổ này. Đây tổng thể thế này. Thế là mình câu biển đánh bạo lực. Đây dạng như máy điện như mình á. Thế bác có là bắt vặn này, Fuji DPS. Tay cầm thì bằng cán mút. Và sau này thì sẽ gắn cho mình một cái dây bảo hiểm ở đây. Ryobi luôn. Đây tổng thể thế này. Độ dài của nó là 2m1, độ cứng 150. Con này phôi dày, trọng lượng của nó là 300g. Mã số 20, giá là 1.200.000. Đây câu biển như này. Tiếp theo mã số 21 sẽ có một con cần 2 khúc. Con thế là mình câu cảm giác thôi. Đây 2 khúc rất là mềm nha. Cần 2 khúc carbon, con này của hàng Nissin. Nissin nội địa nha. Độ dài là 3m, độ cứng là 30. 30 đối 3m thì thuộc dạng mềm thôi. Dạng khoen con này là dạng khoen Fuji khoen lá hết. Đây khoen Fuji khoen lá. Con này ngọn của cần á thì đo cho mình là ngọn nhỏ nhất, trên này là ngọn 2 ly. Nó được cuốn chỉ này. Đây, con này thì 3m câu cảm giác nha, khoen lá hết. Đây tổng thể cái này hàng nội địa Nhật tem vàng. Và chỉ thì được cuốn chỉ kim tuyến hết, rất đẹp. Tay cầm bằng cán mút, bắt vặn Fuji chữ vàng cho mình. Đây tổng thể cái này. Chụp rất là mềm nha này. Trọng lượng con này thì cân được cho mình là 290g, mã số 21. Giá con này là 1 triệu cho mình nha. Rồi tiếp theo thì mã số là mã số 22, là một con cần 2 khúc 2 ngọn cho mình. À cần 2 khúc 2 ngọn nha.
cần carbon. Thông số như sau: cần hai khúc hai ngọn, cần này cần carbon, độ dài con này là 2 m thì nó sẽ kèm cho mình là hai ngọn kèm. Đây, em dòng thì hàng Nhật bãi. Thông số này, một ngọn của cần là cứng từ 30 đến 50. Một ngọn là cứng từ 50 đến 80 thì cũng dạng cứng rồi. Tay cầm con này thì nó được cuốn chỉ nha, cuốn chỉ zin đâu cần cho anh em mình cầm mình rút vào và gắn vào chắc hơn. Thì con này giống như dạng Kenzaki của Daiwa, thì cán của nó bằng cán gỗ và dạng khoen con này là dạng khoen Fuji nha, dạ quang hết. Bắt vặn Fuji FPS 22. Đây khoen Fuji dạ quang hết nha. Thì một ngọn của cần thì đo được cho mình là 3.2 ly, trong này hai con này ngọn rất là lớn, còn một ngọn là 3.6 ly. Độ cứng lần lượt là từ 30 đến 80 nha. Còn thì mình câu biển, câu ngâm lăn xê được này, đánh chép nha. Khoen dạ quang hỗ trợ mình câu bằng đêm tốt hơn. Đây tổng thể thế này. Thì hai ngọn cũng khác thì hai cần cho mình rồi. Thì con này một gốc một ngọn của cần á thì cần được cho mình là 370g, mã số 22. Giá con này là 1 triệu nha này, 1 triệu cho mình hai ngọn nha, hai ngọn hai khúc. Thôi tổng thể thì đây sẽ có cho mình là 22 mẫu cần, em gửi đến em. Anh em ấn mẫu nào comment mã số cộng số điện thoại nha. Ưu tiên mình chốt đơn liên hệ trực tiếp số điện thoại Zalo thì em sẽ hỗ trợ cho mình tốt hơn. Rồi chúc tất cả anh em nha có một ngày đi câu thật nhiều cá, nhiều sức khỏe. Hẹn gặp video lần sau ạ. Anh em share được video cho em được đăng ký bật thông báo nha. Để video để hỗ trợ bên em lên nhiều video hơn, để mình tham khảo nhiều cần và máy hơn ạ. Rồi hẹn gặp video lần sau nha. Chúc tất cả anh em một ngày tốt lành.